Ok, sau đây em hướng dẫn sử dụng con máy này nha. Đây là con Konica C35 AF2 ha. Thì con máy này nó chỉ xài hai viên pin AA thôi. Đây, pin AA. Mình lắp pin như này ha. Ở trong là chiều dưỡng hướng trên. Ở đây nó có chữ. Ở trong pin thì nó hơi xấu tí thôi, không sao. Rồi, mình lắp vô. Đây. Mình vặn lại dây ha. Thì mình để mình kiểm tra xong trong xe máy có còn pin không thì mình gạt cái này qua, mình gạt flash qua, mình thấy nghe nó cái tiếng hú ha là mình biết nó còn còn pin. Ok, con máy này thì nó auto hết cho mình rồi, thì mình có thể chụp là mình cứ vậy là lên phim chụp thôi. Đó. Con máy này là tự động hết ha, tự động đo sáng, tự động lấy nét luôn. Cái con này thì nó có thể chỉnh được ISO ha, chứ ISO thì mình chỉnh ở đây, mình chỉnh chỗ này. Cái này thì nó hơi cứng một tí, mình vặn nó cũng hơi khó tí thôi, nhưng mà mình vặn cái thì mình xài cho hết luôn. Đây 200 ha, mình chỉnh ngay 200, còn nếu mình xài 400 thì mình chỉnh 400, chỉnh sẵn 200 đi. Rồi lắp phim thì mình lắp ở đây nè. Con máy này thì xài được phim audio, xài được phim cine hết trơn ha, cứ xài được phim gì cũng được hết, mình cứ set ISO đúng là được. Rồi, mình lắp phim, mình đưa cái đầu có lỗ, cái lỗ này mình đưa vô cái cây này, đầu lỗ xuống dưới. Rồi đưa sát vô ha, đưa sát vô vậy ha. Rồi mình nhét, mình lấy cái đầu phim này mình nhét vô trong cái một trong những cái khe đây, cái khe đây mình thấy có cái bánh răng nhỏ, mình nhét vô. Đây nhét vô ha, rồi mình lên phim một cái, nhớ ha, lên phim một cái bấm chụp, lên phim cái nữa, rồi mình đóng nắp lại, bấm chụp, lên phim, bấm chụp bỏ, lên phim. Rồi tấm này là tấm mình chụp sẽ bị cháy phần nữa ha, rồi mình lên phim bấm chụp, rồi mình lên phim cái nữa. Ở đây cái kim này chỉ ngay số 1 là mình đã bắt đầu chụp được một tấm hoàn thiện với cái lần chụp này ha. Rồi mình cứ thích gì lên phim chụp thôi, rồi mình cứ thích gì lên phim chụp ha, thích vì lên phim chụp. Rồi khi mà mình chụp trong môi trường tối á, mình nhìn vô trong đây, mình nhấn giữ nhẹ cò nè, nhấn giữ nhẹ nè. Rồi mình lúc với lại lúc mình chụp là mình phải nhấn giữ nhẹ như này ha, nhấn giữ nhẹ cò để mà nó lấy nét, để nó đo khoảng cách lấy nét, xong rồi mình bấm chụp ha. Mình không nên bấm mạnh gì, không nên bấm mạnh gì, mà mình bấm lên cò, bấm nhẹ gì nhẹ gì bấm chụp. Rồi trong môi trường mà mình thấy nó có hiện cái đèn đỏ ha, đây nè, nó hiện cái đèn đỏ ở đây, nghĩa là nó báo hiệu là môi trường tối nha. Nếu mà nó hiện cái đèn đỏ mình phải bật flash. Bật flash đây ha, mình gạt qua. Mình nghe cái tiếng flash nó hú ha. Thì mình cứ đợi khoảng 4 giây là sẽ hồi xong flash. 1 2 3 4. Rồi mình phải đợi cho nó đảm bảo đủ flash thì nó mới chụp được nha. Với lại nếu không mà đợi mình không có đợi nạp đủ flash mà chụp thì nó sẽ bị tối hình thôi. Rồi với lại lưu ý là trong lúc mà mình lắp phim vô trong đây rồi, mình tuyệt đối không được mở buồng phim ra nha. Mình chỉ chụp cho tới khi hết phim mới được mở buồng phim ra. Với lại mình phải chỉnh ISO cho nó đúng với cụm phim ha. Mình đang lắp cụm phim 400 thì mình phải chỉnh về 400. Mình lắp 200 thì mình chỉnh về 200. Ở đây nó có cái kim đỏ chỉ ngay số ISO ha. Ở đây là cái cần hẹn giờ của nó, mình cứ gạt xuống hết. Rồi mình lên phim bấm chụp thì nó sẽ hẹn giờ 10 giây nó chụp ha. Phim chụp thích gì chụp lấy, thích gì chụp lấy, mình cứ lên phim cho tới khi nào mà mình chụp, mà mình chụp tới khi nào hết phim thì thôi. Rồi mình chụp tới khi nào hết phim á, mình chụp tới khi nào hết phim nó sẽ cứng cò như thế này, nên mình sẽ không lên được nữa, nó sẽ là cứng cò. Lúc đó mình không có, mình thấy nó cứng cò rồi mình không có lên thêm nữa ha. Mình đừng có cố gắng lên rách phim ha, mình bấm đứt máy một cái, bấm xuống một cái nó lúng vô như này. Sau đó mình dở cần này lên, ở đây nó có mũi tên, mình xoay theo chiều mũi tên, mình xoay mình thấy nặng tay, mình xoay rồi mình xoay mình thấy nặng tay ha. Và bây giờ nó đã nhẹ tay rồi, nó nghe cái cạch một cái thì nó đã hết phim ha. Rồi mình mở một phim ra, đấy là nó tua vô hết.
nhớ là chỉ khi mà mình tua phim phải hết rồi mình mới được tháo buồng phim ra nha. Nếu mình tháo ra trước thì nó sẽ bị hư phim của mình nha. Tại mình lưu ý như này, để mà xài cái chốt máy này nó bền hơn á, thì mình lúc mình đậy nắp ha, mình đè xuống như này, mình gạt xuống rồi mình đưa vô buông ra như này. Còn nếu mình đẩy mạnh xuống á, thì khả năng nó sẽ bị về sau nó sẽ mòn cái chốt đó. Rồi, ok, cảm ơn bạn nha, chúc bạn sẽ có những shot hình đẹp trên con máy này nha.